Nam mô tát đắc tha cho dạ đa lai ya rất tam mi tâm bồ đề tát đắc tha bồ đề của chư Phật ni sa. Thôi cứ đọc thế mà cứ đọc. Về đại bi con cứ đọc đại bi. Nam mô hắc ra đắc na dạ nha nam mô a rị gia bà lô yết đế. Rồi cứ đọc giảng sanh, tại giảng sanh nó có thiệt nhưng mà người phàm chúng ta ít ai giảng sanh. Nam mô a di đà bà dạ đa tha dạ đa dạ đa niệt dạ tha a di đà đô bà tỳ. Thì cứ thế mà đọc. Mà ai mà bỏ những cái câu đó. Còn cái câu mà thời dạng tâm với thiên đình đó đã quịch rồi á thì thôi cứ ở đây khi nào lao cái núi đá là, bằng khăn á mà nó mòn á thì hãy về trời. Tại vì khi đã học tà rồi là chấp nhận mình ở lại cái địa cầu này. Mà giờ thứ nhất em, đọc 12 giới luật thiên tâm giùm em. Đọc ra tiếng được rồi, ở cho họ nghe được. Đọc 12 giới luật thiên tâm. Thứ nhất, nhân lễ nghĩa trí tính. Và đa ngân. Nhân lễ nghĩa trí tính là cái đầu tiên là để cho những người bình thường sau này nắm chức vụ chức quyền, họ không có ăn chay, họ không có tu, không có đọc lăng nghiêm, nhưng mà họ có nhân lễ nghĩa trí tính, họ có tinh thần dân tộc. Trả ơn cho tổ quốc, ân đồng bào, ân nhân loại, ân cha mẹ. Thì là cũng là một người hơn của thời đại này mà tham nhũng có ngày rồi. Chỉ còn một điều thôi, giữ một điều thôi. Cái thứ hai là gì? Thứ hai, không giết người, tự tử, sát sanh, hại vật, phá thai, ăn chay hoặc ăn tam tịnh nhục. Thì cái đó thì ai cũng biết. Nhưng mà cái thiên tâm chúng ta mở rộng cho toàn thế giới thì là tam tịnh nhục. Cả thiên đến chuyện sư phụ hôm nay, cha mẹ nói con đi tùm lum phải giữ gìn sức khỏe thì ăn tam tịnh nhục. Còn đứa nào mà ăn chay được thì sức khỏe tốt thì tốt, nhưng mà không có tu mà ăn mấy con nhúc nhích á, mình dùng chữ nhúc nhích á thì vậy suối đệ tử lên mạng chửi tùm lum, nghĩa là gì? Rồi dùng đồ chẳng em, rồi dùng âm binh, nghĩa là gì? Tại sao mấy con không biết ngồi phân tích cho kỹ lại? Sai giới hết trơn. Phật không bao giờ làm mấy cái đó. Tiếp tục. Thứ sáu, không uống rượu, say sưa, nghiện ngập, không cờ bạc. Thì cái đó ai cũng không có làm gì hết. Thứ bảy, không tà dâm ngoại tình. Cái đó không có. Mà họ nói một điều, một điều họ không bao giờ nghĩ. Sư phụ đi với mấy con gái, nhất là mụ mụ sư phụ với mấy đứa YouTuber, thì khi tà nó cộng sản nó lên nó xâm nhập thì nó không có cái gì. Nếu mà sư phụ có là nó đã lôi ra có ngày có giờ có tên có tuổi rồi cái sao, nó chỉ là xuyên tạc thôi. Vậy mà rồi ai? Con nên nhớ những người luyện âm binh, những người đó cái máu sân và cái máu dâm họ lên kinh hồn lắm. Còn chúng ta không có cái phạm cái đó. Sư phụ tới ngày hôm nay chẳng chưa có phạm giới gì hết. Sư phụ vẫn giữ giới đó. Thứ 8, không sợ già, không sợ nghèo, không sợ bệnh, không sợ chết. Sư phụ vẫn giữ giới đó. Sư phụ có nhiều tiền cho hết, không có sợ nghèo, cũng không sợ bệnh nữa. Dĩ nhiên là không sợ chết rồi. Nãy giờ là giữ hết rồi đó. Chưa có gì mà phạm. Đọc tiếp. Thứ 9, không ỷ lại vào tài sản của cha mẹ hay người khác, không lười biếng. Nó là càng có nữa. Thu qua đây đôi bàn tay trắng 10.000 đô dựng lên sự nghiệp 1 tỷ đô, chỉ đi cho thôi. Tiếp tục. Thứ 10, không kỳ thị, phải hòa đồng với tất cả các tôn giáo. Cái đó là bắt buộc. Sư phụ kêu mấy con á, đạo nào giữ đạo đó, vô nhà thờ hay là đạo Phật thì theo đạo Phật. Chỉ có một cái á, là sư phụ được lệnh của bề trên. Những người lạ mà Việt Nam qua hay là những bác già không cần biết nít, trước khi ngày đầu tiên gặp sư phụ á, đừng bao giờ đến gần sư phụ trong vòng 10 thước. Đó là luật. Còn á, nếu mà mình nhân kiểu người đời, tại sư phụ là thiên tử, người ta có thể ám sát bằng bất cứ cái gì. Con nên nhớ á, hồi xưa á, ông Trần Đại Quang mà đi vô ngửi máy lạnh thôi cũng bị chán đen thui chết quẹo á. Sư phụ cũng phải cẩn thận giữ cái sắc phàm để làm việc cho đức thầy, đúng không? Cho nên đừng có hiểu sư phụ là kỳ thị. Sư phụ là kỳ thị sao mà làm được cái này.
cũng vẫn giữ giới đó. Ai muốn chửi thì cứ chửi. Tiếp tục con. Thứ 11, không mê tín dị đoan, không gia nhập đảng phái, hoạt động phi đạo đức, bùa ngải thư ếm. À, cái đó là ai phạm nặng. Chúng ta không có cái đó. Chúng ta không có luyện âm binh, chúng ta không có xài âm binh trên núi. Người nào luyện âm binh, người nào thư ếm bùa ngải thì mình biết. Lăng nghiêm thập chú là nó kỵ nhất cái đó, giấu thiên tâm là kỵ nhất. Hình tượng cha mẹ là bùa ngải nó sợ nhất. Cho nên những đứa nào mà luyện mấy cái đó, nó rất là sợ những cái món. Thứ nhất là cuốn kinh thiên tâm, thứ hai là hình tượng cha mẹ, thứ ba là dấu hiệu thiên tâm, thứ tư là những vật gì mà sư phụ điển vô. Tại sư phụ có 7 dòng hầu quang, âm minh nó sợ dữ lắm. Tiếp tục. Thứ 12, phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày. Đứa nào không đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày, từ nay không còn là họ thiên nữa, và mãi mãi ở lại thế gian này. Tại vì tu luyện không có đúng thì không bao giờ được về trời. Đó là cái policy của thiên tâm 12 giới. Hiểu chưa? Rất là quan trọng. Tại con luyện âm binh, à, ở trên trời có âm binh không? Có nhiều thôi, gì mà không hiểu. Những cái gốc mà mình không nắm, mình đi nắm cái ngọn và cái lá khô. Các con gán nhớ lời hôm nay. Hôm nay sư phụ lên mạng nói chung dung, không có đã kết ai. Chỉ nói là sư phụ vẫn giữ đúng 12 giới. Sư phụ không có lỗi gì với hàng đệ tử. Và mỗi mỗi sư phụ cũng là người rất là hiền. Bị ăn hiếp bao nhiêu năm sư phụ cũng để cho ăn hiếp. Tại mẹ kêu để cho nó thử nó đi. Anyway, trở về chuyện hôm nay là tiếng sấm nổ. Khi tiếng sấm nổ rồi thì lúc đó mới biết đá, biết vàng, biết thật, biết giả. Còn tiếng sấm mà không nổ, sư phụ thua hết. Đức Thầy cũng là một cái huyền thoại. Tất cả kinh điển thế giới đều là huyền thoại. Bao nhiêu nghìn năm người ta nói về tận thế cũng đều là huyền thoại. Cho nên cái cuối cùng vẫn phải chờ tiếng sấm nổ. Thì đó là một cái puzzle cuối cùng để gáp lên một cái bức hình mà nhiều nghìn năm nhân loại đang chờ đến. Tất cả các hội thiên nhân thế giới cũng đang mong xảy ra. Nhưng ngược lại, thiên ma họ không bao giờ tin cái đó, và không bao giờ họ nghĩ sẽ có cái đó luôn. Cho nên lòng của họ chập chờn thay đổi là do cái tâm ma đó, con biết không? Còn tâm Phật phải có lòng tin. Nước Ấn Độ ngày xưa mất đạo Phật là gì? Không có lòng tin. Những đứa mà không tin cha, không tin sư phụ, không có lòng tin vững vàng với Thượng Đế thì cũng đi xa vào địa ngục A Tỳ. Không phải thù chù ẻo, nhưng mà gì đã phỉ báng và đã chối rồi, chối cái chánh rồi, đi theo cái tà, theo tà rất lâu về trời. Mình không có thở nào một cái sức bồng bột, hay cái nghẻ, hay cái sân, cái si mà mình có thể sai một cái lỗi đi xa như vậy được. Cho nên hiện bây giờ chỉ có những người mà không còn cái tâm á, bị u mê, không còn chánh nghĩa, họ mới không có mong là Đức Thầy xuất hiện, họ không mong là cái tiếng sấm không có nổ, họ không mong là sư phụ thường có nói và nói mỗi ngày, nhắc nhở mỗi ngày luôn á. Nhưng mà cái lực tà đó nó mạnh hơn lực chánh. Tại chánh không có mời gọi, đâu có ai rảnh đâu mà gọi ông thổi ông giọng. Chỉ có tà đó, tà tâm đó, mới kéo phe mới gọi. Ở trọ xa phòng không có tốn đồng nào, vô nhà ta ăn cắp con của ta, dạy con ta đi ăn cướp, chửi lại cha ta, ai tránh ai tà, nhín nhiều thôi. Núi này cả mồ hôi nước mắt sư phụ bỏ ra mấy chục triệu á. Cho nên cộng sản hôm nay nó đầy rẫy cái núi này, tràn ngập luôn. Thì mình mới cuộc đại sàng lọc cuối cùng. Hồi xưa mấy vị cho họ theo là vì cái mặt đạo á, khi cái đại đạo ra đời nó có cái mặt trái và mặt phải. Cái gì cũng tốt không có không có đúng, phải có mặt trái để cho người ta mới học hỏi được. Con thấy cái lá cây không? Để giùm thủ cái lá cây. Lá này giờ nó khô, nó có màu. Và cũng được, để cái lá tươi kìa.
lá nó rụng về cội, nên nhớ họ thiên sau này tất cả cũng rụng về cội, cũng gom về Thiên Long Sơn, nhưng mà cuối cùng cũng là một màu, cũng là họ thiên, cũng là con của Thượng Đế, nhưng mà đứa về trước hay đứa về sau. Nhưng mà cái lá nó có hai mặt, mặt trắng, mặt láng và mặt này, đen và mặt xanh. Những gì giáo chủ ra đời thường là rất là vất vả, nhưng mà phải có cái lòng từ bi và nhẫn nại. Sư phụ của con lúc nào cũng từ bi và nhẫn nại, nhưng mà những vị thần thánh không có nhẫn nại nha. Mấy vị rất là từ bi, nhưng mà mấy vị chỉ cho cơ hội một hai lần là thôi. Sư phụ cho cả ngàn cơ hội nha. Để đọc cho hết cái bài này cái nè. Trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời Bắc miền rầm rộ khóc than. Ở ngoài Bắc á, nó sẽ khóc than. Là vì sao? Là vì lúc mà Biển Đông dậy sóng á, con nghĩ ở đảo mà Hải Nam á, đặt ba tiễn nó chỉ ngồi nó bấm nút giống như hàng nhóc mà chơi game vậy đó, bấm bay qua bay qua. Sát bên nè, quả tiễn nó bay là mấy trăm cây số cũng được mà. Thì đây có câu là trời Bắc miền rầm rộ khóc than, Đông Tây Nam Bắc quy hàng. Tức là chỗ nào á là cũng quy hàng hết. Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thì lúc đó là thiên ánh đạo vàng là đạo chúng ta nè. Quý vị ở trên Đức Thầy gọi là đạo thiên tâm, là thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thì lúc đó là cả đống người nước Việt á bắt đầu mới về núi tìm sư phụ, tìm mấy đứa con còn lại, nhưng mà không gặp được sư phụ nữa rồi. Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên, sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ. Thì lúc đó tiếng sấm đầu tiên sẽ nổ, thì có những tiếng sấm khác, bữa giờ là hai tiếng rồi. Miền Bắc Châu lâm khổ quốc trung, tức là ở ngoài miền Bắc á, chúng ta gần với Trung Cộng, Lạng Sơn gần, nó đẩy xe tăng qua là rất là khổ. Ngoài Bắc á, nó có nhiều đền, nhiều miếu của những vị vua càng mấy nghìn năm che chở, nhưng mà ở ngoài không có biết trân trọng, cho nên lập cái thủ đô ở Hà Nội gần quá. Mà nên nhớ một quốc gia mà thủ đô sát bên như vậy dễ bị thông tính, đó là mưu đồ của việc Trung Cộng. Tại sao mình không lập ở miền Nam để nó mà có qua mình còn trở tay kịp chứ con. Giống như nhà của con, cái master bedroom của con cũng phải nằm trong, chứ đâu có Mỹ nào nó ngu xây cái master bedroom ngay gần cái cửa đâu. Nên nhớ tay ăn cướp nó dơ á, dầu sao cũng còn vài bước mình đỡ, đoạn này bước một cái là tới luôn. Con thấy có ai làm kỳ cục chứ không. Cho nên tại sao Đức Thầy á, hồi xưa la sư phụ luôn á, đừng nói làm chi vậy con á, con phải vẽ Sài Gòn ba vòng cho ta. Tại sư phụ được dạy từ mấy chục năm nay, cái bản đồ nước Việt ngày xưa nó màu đen, thước 75 á, trời ơi mấy vị kêu sơn màu đen nghe, cái chừng già 3 năm cái mấy vị kêu ok gọi đầu sơn màu xanh green, sơn màu xám sơn, cho tới ngày hôm nay con vô con chụp cái hình con coi màu gì, màu vàng. Thì những năm gần đây mấy vị kêu bây giờ bắt đầu màu vàng rồi đó, nhưng phải vẽ ba vòng ở Sài Gòn. Khi con về con nắm chính quyền, thủ đô phải nằm ở Sài Gòn để đem cái nền kinh tế trở lại. Tôi vừa chỉ nói vậy mà bây giờ bến lắm, tụi nó cười, ồ thủ đô Hà Nội, Hà Nội để cho tàu nó vô nó tiểu xuống nó cũng ngập. Rồi đi tìm ghe, rồi đi đường bộ, rồi đủ kiểu. Còn này á là tiền bạc, rồi tài sản, nhà cửa bên đây sẵn rồi. Chỉ cần lên máy bay 777 không? Hiện nay máy bay 777 nó bay qua San Francisco là xong. Nhớ qua San Francisco ghé Thiên Long Sơn thăm tôi nghe mấy đại ca. Tại tôi nói trúng quá. Sẽ có cái đó, lẹ đó.
Trung Nam như rắn mắc đầu, có nghĩa là không ai lãnh đạo thì là như là Bắc Trung Nam như rắn mắc đầu. Đầu trâu mặt ngựa lo âu, có nghĩ ai là đầu trâu mặt ngựa? Nhìn lại mấy ông lãnh đạo, có ông nào đẹp trai không? Nhìn cái mặt to làm đi, cái môi trời trời không á, có đẹp trai đâu. Chứ bộ thấy thì gió thử còn đẹp trai hơn Tô Lâm nữa. Để gió thử làm chủ tịch nước có lý không? Dương Đình Huệ cũng đẹp trai nữa nè, phải không? Trời ơi, nhiều người đẹp trai hơn Tô Lâm nhiều. Cho nên mấy vị mới dùng câu là đầu trâu mặt ngựa lo âu á. Tại vì ông gửi tổng cục hai qua đây nhiều quá. Cho nên không cũng phải. Đây là đang sản nghiệp giùm. Bữa giờ cộng sản lên núi mình quá trời, con thấy không? Là do ai? Do công an. Công an là ai lãnh đạo? Họ nghinh chiến sư phụ á. Hả? Người đi mua chuột người trên núi mình á, quậy mình á. Chứ khi không sao có chuyện này. Là cộng sản không? Bắc Trung Nam như rắn mắc đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu. Cái câu này mới hay nè nghe. Sao vàng dẻ có nhức đỏ không? Này thấy qua con thấy qua được, thấy cho biết, thấy cho biết. Đầu nay mai đứa nào vẽ được cái lá, cái lá sao vàng bản đỏ này vẽ anh cái lá vẽ đẹp đẹp á, sao vàng bản đỏ. Tại mình không có lá cờ đỏ sao vàng đây, mấy con tự vẽ đi, lo mình cũng cần lá cờ đó một chút không, cho lên màn hình rồi cho vui. Vẽ là vẽ lá cờ đó con, nguyên lá cờ luôn. Cái câu này là sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Sao vàng bản đó sao rụng đầu? Nó rụng đầu thiệt á. Đây là sao vàng bản đỏ. Đó không? Đây là sao vàng bản đỏ nè. Mà nó sẽ rụng. Rụng không nhau, cái lá này rụng vậy đó. Đó. Rụng. Thì cái câu này của Đức Thầy nói là nó sẽ rụng. Sao mai rụng đầy đường mà. Có rất là nhiều bài của các chi vị nói về cái cờ đỏ sao vàng này nó sẽ rụng đầy đường. Bây giờ chú Hữu thấy mà ai mà đi vô Lăng Hồ Chí Minh đó là người đó sẽ không bao giờ có kết quả tốt. Cách đây 6 tháng trước, một vị rất là lớn về họp với sư phụ, nói Putin, Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng, lúc đó bác Trọng chưa bị bệnh nữa, nói những người này, cả ông Biden luôn, những nhân vật này đã cục ngõ rồi, không còn lối đi nữa. Họ thiên chúng ta, thiên Tấn Kiệt và cả Đức Thầy, đường đi rộng mở. Thì hôm nay Putin tự nhiên chui chui vô đi hút mớ trượt của Hồ Chủ tịch. Bữa nay đi viếng thăm Lăng Ba Đình á, thì con nghĩ Putin mà về Moscow kỳ này là thế nào, cứ bị Lenchensky đột kích à. Thưa bà đã từng nói mà sao hồi nãy ngu thiệt á. Ai mà vô Lăng Hồ Chí Minh là người đó ngóc đầu không nổi. Con coi lại đi, từng người. Tại trong đó nó là con quỷ, nó ém những cái âm khí. Không phải sư phụ là chiêu chọc đâu, nghe mấy đại ca nói thiệt á, mình là người tâm linh, mình có cặp mắt khác người thường. Vậy mà bữa nay Putin tự nhiên cái tự tìm chỗ chết. Chắc có thể bữa nay vô ngắm nghía coi Hồ Chủ tịch lăn xác kiểu này. Tất cả cuộc sàng lọc trên thế giới và sàng lọc của chúng ta, thì các con thấy cơ trời đi còn lẹ. Trong năm nay, đứa nào mà còn gặp sư phụ thì gặp từ đây, nếu không khó lắm. Thời gian sư phụ ở núi Thiên Ông Sơn là tính theo ngày vậy.
sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai bừng tỉnh dắt đổi thay tất cả. Đồng bào ơi hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thần, tức là ở miền Nam á bảo giang thiên nhận ngọt được. Hôm nay tóm tắt lại là nói về tiếng sấm. Clip bữa nay mấy con có dùng được tiếng sấm thứ ba cuối cùng, nó sẽ nổ trong vài tháng tới. Đức Thầy xuất hiện hộ về Việt Nam. Đó là cái cuộc nói chuyện bữa nay là chính. Và cái bài này là của Đức Thầy. Cái thứ hai, thù giải thích rất là khó gặp. Thứ sáu, thù chỉ nói là 12 giới lực. Tới ngày hôm nay, sư phụ của các con vẫn chưa có phạm giới. Còn về mặt đời ai muốn hiểu sao hiểu. Và thứ sáu, sư phụ tuyên bố một điều mà ngày xưa sư phụ nói hoài tụi nó không tin. Chúng ta không phải gặp nhau ở đây, tuy là giống như hiệp thành đệ tử, nhưng mà chúng ta đã từng sống chung ở cõi trời. Chúng ta chỉ xuống đây để làm gì? Ủa hồ chi á, sư phụ chỉ xuống đây một mình hả? Cũng phải có ai chứ. Từ nay Thiên Mai Thảo gọi với mấy đứa đệ tử có quyền gọi sư phụ là ca ca, sư gọi là muội muội. Chứ giờ á ông làm đệ tử thầy trò thì cũng có tùy theo lúc, nhưng mà chính thức mấy con muốn gọi muội muội ca ca cũng được. Tại trên trời sư phụ nhỏ xíu tuổi, chúng ta là anh em chảnh bạn bè, thầy trò là thầy cũng là thầy trò, đó là vậy thôi. Tôi không có chấp mấy chuyện kêu xưng hô gì chứ. Chuyện quan trọng á là mình phải có lòng tin với Thượng Đế là được rồi. Ok. Ok rồi, mời tất cả đi ăn cơm. Xin tạm biệt, bye bye. Thôi chưa bye bye, con tắt sớm nè. Con nhỏ thì nó ngộ. Để chờ cho Hụ nói hết, hiểu không? It's ok, được rồi, lỡ. Có chữ bye bye nữa, trên mạng ta coi mình tầm thấy bye bye. Nó phải full clip.